cây vú sữa lò rèn. Cây ở Đài Loan. Cây vạn niên tùng kim cương. Gốc nguyệt quế. Hoành 65 cm. Cây mít chăn gai. À, ta bị sửa đây hả? Đâu có anh cứu phụ nó đem ba cây lên nè. Nước này không ơi. Được phải làm. Cây duyên tùng đây luôn. Cây ở đây luôn. Thanh long ruột đỏ. Nhãn thái y đo. Bản cầu thái lưỡng tính. Đây là giống mới, có thể tự ra hoa, tự đậu phấn, tự thụ phấn.